qua cơn nguy kịch rồi. Nghĩa là đỡ rồi, yên tâm rồi. Thôi, chút nữa Huyền vô. Tại vì đang quay, chút xíu nữa vô liền, vô thăm nó liền. Ồ, rồi, chăm sóc nó giùm nha. Rồi. Vụ gì vậy? Vụ gì mà căng thẳng quá vậy? Con Thúy đó. Thúy nào? Thúy bạn tôi, ông có gặp một lần, ông bữa đi uống cà phê đó. Vậy hả? Rồi nó sao? Nó đang ở trong bệnh viện cấp cứu đó. Tại sao? Tự tử. Trời ơi, tự tử. Tội nghiệp lắm. Sao vậy? Nó còn trẻ, nó còn đẹp, nhà giàu có, học giỏi nữa mà. Tại sao lại chán đời mà tự tử? Bị lừa tình. Tôi thấy Thúy rất là thông minh ha, là lanh lợi rồi sắc sảo, ai lừa được bả trời. Quen qua mạng, người ta nói là người ta sẽ chu cấp cái này, chu cấp cái kia, chăm sóc này, chăm nói chung sóc là hứa hẹn này kia. Hứa hẹn nhiều thứ lắm mà cuối cùng mới vỡ lẽ ra là người đàn ông đó đã có vợ rồi. Trời đất ơi, rồi sao, suy sụp hả? Suy sụp tinh thần chứ, con gái mới lớn mà đặt niềm tin vào một người đàn ông lần đầu tiên luôn. Tội nghiệp hết sức luôn vậy đó. Nó gần như là một cái tình trạng nó cũng khá phổ biến hiện nay á. Bởi vì sao? Bởi vì thế giới mạng của chúng ta bây giờ đó, nó rất là rộng lớn. Nhưng mà sao, người ta nói thế giới là thế giới gì? Thế giới ảo. Đó, nhưng mà con người chúng ta là con người thật. Bởi vậy mới nói giữa ảo và thật, thật giả lẫn lộn, biết đâu mà lường. Ngày xưa Huyền có một cái Facebook 5.000, nhưng mà sau đó mình nhìn vô nó, ủa sao mà người lạ không mà không ai, quá trời người lạ à. Mà nhìn không có cái gì mà mình thấy quen thuộc thôi, sợ bỏ cái Facebook đó. Bây giờ nếu như trên 1.000 người bạn của Huyền đi ha, thì giờ mình chừa ra những người đồng nghiệp là mình quen biết trong nghề nè. Là những người mà đi quay gặp nhau, đi diễn gặp nhau là không nói. Còn những cái người mà chúng ta chỉ biết họ qua mạng thôi, mà để làm bạn được chúng ta thật sự á, thì khoảng nhiêu người? Ngoài đồng nghiệp thì những người mà có thể làm bạn chắc con số trên 10 ngón tay à. Ít lắm đúng không? Vậy còn 890 người còn lại là ai? Là những cái người đi qua like cái Rồi bà có hay đi like dạ ông ta không? Cũng đôi khi nhưng mình trả lễ vậy. Nếu như mà bây giờ mình xét một cách công tâm nhất, thì cái tình bạn trên thế giới ảo theo Quyền là có thật hay không? Tất nhiên là có. Cái xác suất tỷ lệ so với cái số lượng kết bạn thì rất là nhỏ. Rất là ít đúng không? Tình bạn đã như thế, thế còn tình yêu thì sao? Tình yêu thì càng hiếm hoi nữa. Phụ nữ hay đàn ông là những cái người mà dễ tin vào những cái tình bạn hoặc là tình yêu trên mạng? Niềm tin đặt vào tình yêu trên mạng thì đa số Quyền nghĩ là dành về phía phụ nữ. Tức là phụ nữ thì dễ yếu mềm hơn đàn ông, cho nên là dễ bị lung lay với những cái lời ngọt ngào, những cái lời đường mật hay những lời có cánh của đó, một ai đó trên mạng đúng không? Cái người đàn ông khi mà người ta có cái chủ đích á, thì người ta sẽ rất là kiên nhẫn. Người ta sẽ nhắn tin, rồi người ta sẽ chăm sóc. Nói chung là tất cả những cái gì mà nỗi buồn vui trên mạng á, họ đều chia sẻ và quan tâm, sẽ tạo thành một thói quen. Thói quen thì khi vắng đi thì người ta nhớ cần đúng không? thấy thiếu và người ta thấy phải cần thiết có cái người đó. Rồi dần dần người ta sẽ nghĩ rằng đây là một cái nhân vật mà mình gắn bó với nhau, mình thân thiết giống như là mình gặp nhau hàng ngày như thế này, mặc dù chưa bao giờ mình gặp mặt cả. Nhưng mà thật ra đó là một cái khía cạnh tiêu cực thôi. Chứ nếu như chúng ta nhìn một cách lạc quan hơn thì chúng ta cũng thấy có rất nhiều những cái tình bạn đẹp trên mạng nè. Đúng rồi. Rất nhiều những cái mối tình nảy nở từ trên mạng và sau đó họ thật sự nên duyên luôn. Đã từng có những cái câu chuyện liên quan tới những cái cặp đôi mà quen nhau trên mạng, rồi sau đó họ thật sự họ gặp nhau ở ngoài đời để họ tìm hiểu, và lúc đó họ mới cảm thấy rằng thật sự gắn bó với nhau. Cái hay là gì phải không? Tức là họ không có bị vỡ mộng về nhau. Thường trên mạng công nhận không, hình ảnh nó mờ mịt lắm. Nó ma mị, nó liêu trai lắm. Giống tôi. Ngày nọ Leonardo DiCaprio, một siêu sao điện ảnh của Hollywood, nhìn thấy hình của trẻ trên mạng và đã đánh một chuyến máy bay, chuyên cơ riêng bay qua Việt Nam. Và khi Leonardo DiCaprio vừa mở cửa máy bay, bước xuống nhìn thấy một cái, ồ thế à, và le lên đóng cửa lại bay về nước. Chưa kịp hạ cánh. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là từ cái hình ảnh trên mạng so với cái thực tế ngoài đời nó là một cái khoảng cách rất xa đó. Chủ ý thật sự muốn tìm hiểu thì người ta sẽ không làm cho mình kêu bằng khác mình. Người ta không làm quá đúng không? Làm cho đối phương phải nhìn mình với cái mức độ mà hơn mình quá nhiều. Tưởng tượng Kim Quyền vậy đây, mà bây giờ lên trên mạng mà nói cao 1m7 đó, ai đâu biết đúng không? Ngồi về đâu ai biết là Kim Quyền đó, con số đó mình không tiện nó ra. Là trên thế giới ảo chúng ta có quyền làm tươi mới mình hơn một tí, nhưng đừng để cái khoảng cách giữa thực tế và cái trên thế giới ảo nó xa nhau quá, để rồi khi ai đó gặp mình ngoài đời người ta sẽ rất dễ bị thất vọng. bị giật mình. Thì xin mời tất cả quý vị khán giả chúng ta cùng theo dõi một đoạn phóng sự tình bạn cũng như là tình yêu trên thế giới ảo nha. Xin mời mọi người cùng theo dõi.
Kết quả khảo sát về mạng xã hội có phải là nơi giao lưu kết bạn hay không cho thấy 30% thường kết bạn với người lạ trên mạng xã hội, 60% kết bạn với người lạ trên mạng xã hội là với mục đích mở rộng mối quan hệ. Gần 30% số người kết bạn là vì lý do công việc đặc thù như kinh doanh qua mạng. Còn đối với những người không kết bạn với người lạ trên Facebook thì có 60% muốn tránh những sự làm phiền không đáng có. Có gần 1/3 người tham gia khảo sát đã hẹn gặp ngoài đời những người lạ mặt trên mạng. Trong số người tham gia khảo sát, có hơn 5% đang ở độ tuổi từ 10 đến 15 tuổi. Điều này đồng nghĩa với việc các đối tượng còn quá nhỏ để ý thức được những rủi ro, nguy hiểm. Thậm chí, nhiều em trong số này cũng sẵn sàng kết bạn qua mạng mà không ngại ngần khi gặp mặt những người bạn lạ đó ngoài đời. Điều này thật sự đang tiềm ẩn những mối nguy hiểm cho các bạn trẻ vị thành niên. Đặc biệt là với trẻ em gái tuổi teen, rất dễ có nguy cơ bị lợi dụng trên mạng xã hội. Ở lứa tuổi còn khá non nớt, các bạn trẻ chắc chắn sẽ khó có đủ khả năng để nhận biết những cạm bẫy nguy hiểm có thể sẽ gặp phải. Điều tra quá khứ, vị lai, lịch sử, thậm chí là xem người đó có phải là người tốt hay không, quen với nhau đủ lâu để mà chúng ta có thể hiểu một phần nào đó về đối phương, rồi sau đó chúng ta mới chịu gặp bên ngoài. Và khi gặp thì chúng ta phải gặp ở những môi trường đông, hoặc là những cái môi trường chúng ta đi cùng với bạn, đi cùng với người thân, hoặc thậm chí chúng ta phải cảnh giác ly nước uống của mình. Chúng ta phải luôn để điện thoại ở chế độ là có thể là gọi cho bố mẹ hoặc gọi cho người thân ở bất cứ lúc nào. Hoặc ví dụ như cái việc gì mà liên quan đến tài sản, liên quan đến số tài khoản, liên quan đến nạp tiền điện thoại này nọ vân vân, thì chúng ta biết những thủ đoạn đó rồi thì chúng ta phải thật sự rất cảnh giác khi mà chúng ta đáp ứng cái nhu cầu của đối phương. Việc gặp gỡ trực tiếp ngoài đời thực vẫn rất cần thiết để tìm được hạnh phúc thực sự khi kết bạn qua mạng. Tuy nhiên, mọi người, đặc biệt là các cô gái trẻ cần tỉnh táo, cảnh giác với những người bạn mới quen, nhất là quen qua mạng xã hội. Cần có sự xác định rõ ràng, tìm hiểu kỹ về người mình trò chuyện để tránh gặp những hiểm họa đáng tiếc. Dạ, đó là những câu chuyện, những ý kiến mà chúng tôi đã thu thập được từ những người xung quanh mà nói về tình bạn và tình yêu trên thế giới ảo. Khi mà mình tiếp xúc, mình làm quen thì có những cái điều mình cẩn trọng là ngay từ đầu mình đừng có ghi cái thông tin cá nhân của mình nhiều trên đó và mình đừng ghi cái sự thật nhiều trên đó. Không phải chỉ là cái chuyện bị lừa tình không thôi trên mạng mà còn bị lừa tiền rất là nhiều. Đó, bây giờ thấy báo đăng nhiều lắm. Ví dụ như là một anh nào đó ở nước ngoài châu Âu làm quen xong trong một thời gian ngắn anh ấy là muốn là đầu tư ở Việt Nam và trước khi anh chưa có thể về được và anh gửi một số tiền cho em. Thì một số tiền quá lớn thì có những cái lý do là qua hải quan không được. Thế là em có thể mà ứng ra một phần tiền nhỏ, ví dụ 500 triệu thì kêu cô này ứng 25-30 triệu để mà nhận được cái số hàng đó. Thì tất nhiên cái giá trị 500 hay 1 tỷ thì nó quá lớn, thì 25-30 triệu người ta nghĩ là ăn nhầm gì. Thế là người ta lại liên lạc với cái số điện thoại hoặc là cái link gì đó cái người đàn ông đó cho. Thì là để mình gửi tiền đi đúng không? Gửi 25 triệu đi nhưng mà không bao giờ thấy 500 triệu về. Thì đó, bắt đầu người ta mới biết là sau đó thì người ta liên lạc lại thì không có tín hiệu nữa. Ủa có kinh nghiệm không? Sao mà Huyền thì chưa có bị cái điều đó xảy ra. Nhưng mà có đọc báo thì thấy có nhiều cái tình hình đó. Và nếu như mà bây giờ chúng ta cẩn trọng hơn trong những cái mối quan hệ ở trên mạng thì chắc chắn là chúng ta sẽ đề phòng được cho mình, cảnh giác, có một cái rào cản cho mình để tránh những cái phiền phức không đáng có nó xảy đến với mình từ một cái mạng xã hội nào đó. Mời Quyền và mời quý vị khán giả cùng xem câu chuyện sau đây. Hàng loạt vụ trọng án xảy ra khởi nguồn từ những mối quan hệ bạn bè, tình cảm qua mạng xã hội. Chỉ một phút mất cảnh giác, nhiều cô gái trẻ đã trở thành nạn nhân của những tên phường trộm cướp. Mới đây, nhóm hiệp sĩ đường phố Bình Dương đã tóm gọn gã đàn ông lừa tình phụ nữ sau khi kết bạn qua mạng. Theo đó, người đàn ông này dùng mục đích Zalo kết bạn, tiếp cận nữ nạn nhân rồi hẹn ra quán cà phê tâm sự. Hắn nhanh chóng lộ bộ mặt thật khi vừa mượn điện thoại của cô nàng rồi nhanh chân tẩu thoát. Thế nhưng, không chỉ mất tiền, nhiều cô gái còn trở thành nạn nhân bị xâm hại vì mối tình chấp nhoáng trên mạng. Mới đây tại Kiên Giang, sau một tuần buông lời tán tỉnh, rủ rê, nam thanh niên 19 tuổi này đã dụ được cô bạn tình qua mạng chỉ mới 15 tuổi, thuê phòng trọ và nhiều lần thực hiện hành vi giao cấu. Sau hơn một tháng, mẹ bé gái mới phát hiện con gái mình bị xâm hại tình dục và trình báo cơ quan công an. Cảnh báo tất cả mọi người khi sử dụng các mạng Zalo, Facebook, làm quen trên mạng thì nên cảnh giác khi mà các bạn mà rủ hẹn hò đến những cái đêm khuya đoạn đường vắng. Đó là sử dụng những cái mồi nhử là những anh chàng đẹp trai hoặc những cô gái rất là xinh đẹp, dùng cái người đẹp đó làm cho người này lý trí bị mờ đi.
và sau đó thì có thể là mượn tiền, hoặc thậm chí có nghĩa là dẫn dụ ra ngoài. Và khi dẫn dụ ra ngoài mới biết được rằng không chỉ có mình anh ấy mà anh ấy dẫn theo 3-4 người bạn khác nhau. Và một cái dạng nữa là chính là sử dụng những cái loại thuốc kích thích hoặc là thuốc mê. Chẳng hạn khi dẫn ra ngoài, dẫn đi uống cà phê hoặc là đi uống trà sữa vân vân, thì vô tình là có thể là đánh lạc hướng đối phương, hoặc trong lúc đối phương đi vệ sinh thì bên đây lại bỏ thuốc. Thì thủ đoạn nó rất là đa dạng trên mạng xã hội. Quan trọng là chúng ta phải có một cái sự cảnh giác để mà chúng ta tự bảo vệ an toàn cho mình cũng như cho con cái của mình. Dĩ nhiên cái đào nó cũng có hai mặt của nó hết, đúng không? Đúng rồi. Có thể cho mình cái niềm tin, cho mình niềm vui, thậm chí là cho mình một cái động lực trong cuộc sống. Đúng rồi. Những cái lúc đó mình cảm thấy là có động lực và có niềm tin á. Và ngay cả nếu như chúng ta biết sử dụng thế giới ảo một cách nó hiệu quả nhất thì chúng ta cũng sẽ có được những cái điều mà nó thiết thực, nó tốt đẹp trong cái cuộc sống này. Mặc đúng. Dù những người bạn đang kết nối với chúng ta cũng là ảo ở trên mạng thôi. Mình chưa gặp bao giờ. Mình chưa nhưng gặp bao giờ. Họ đồng lòng cùng với mình chia sẻ chung tay góp sức để mình làm một cái gì đó. Ví dụ như trong những cái lần mà cứu trợ lũ lụt đi ha, thì có rất nhiều những cái cá nhân hoặc là những cái tổ chức họ kêu gọi không phải chỉ là bạn bè đồng nghiệp xung quanh bên ngoài mà còn từ thế giới ảo nữa, mà đã có rất là nhiều người trên thế giới ảo đó họ gửi những đồng tiền thật đó, chứ không phải những đồng tiền ảo. Đúng rồi, gửi những đồng tiền thật về để chúng ta cùng làm những cái việc có ích khác, thì những cái mối quan hệ trên mạng đó nó sẽ thật sự là hiện hữu chứ không còn là ảo nữa. Trước mỗi vấn đề mình phải tỉnh táo và mình cẩn thận một chút, thì mong là tất cả những mối quan hệ trên cái mạng xã hội và những cái fan list của mình á, những người bạn ảo trở thành những người bạn thật sự. À, và hy vọng rằng khi mà chúng ta chuẩn bị ngồi lên mạng á, chẳng hạn như Quyền nè, tôi sẽ pha để cho Quyền một ly cà phê hay là một tách trà đậm đặc đến chi biết không? Tỉnh táo. Uống vô cho tỉnh. Và cảm ơn quý vị khán giả đã theo dõi câu chuyện của chúng tôi ngày hôm nay, và cảm ơn Kim Huyền cũng đã đến đây để mà chia sẻ với Đại Nghĩa và tất cả mọi người. Và một lát nữa chúng ta sẽ vào trong kia để mà thăm Thúy ha, hy vọng rằng cô ấy sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt, hẹn quý vị khán giả trong chương trình lần sau.